Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Trực tiếp toàn cảnh đám cưới Như Quỳnh Ngọc Sơn sau khi cầu hôn, hình ảnh Như Quỳnh Ngọc Sơn mặc trang phục cô dâu chú rể khiến nhiều fan cho rằng cặp đôi này sắp làm đám cưới. Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau hình ảnh Như Quỳnh Ngọc Sơn mặc trang phục cô dâu chú rể. Nhưng nhìn ảnh Như Quỳnh Ngọc Sơn không được tự nhiên và giống như sản phẩm của Photoshop. Đại diện của cặp đôi cũng cho biết đây không phải ảnh cưới dò dỉ mà chỉ là ảnh ghép. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Như Quỳnh đã tìm được hạnh phúc bên Ngọc Sơn. Dù thời gian đầu cặp đôi bị nhiều người phản đối nhưng họ đã cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Khi yêu, Ngọc Sơn không ngại thể hiện tình cảm với người yêu ở nơi công cộng. Cặp đôi còn thường cùng nhau dự sự kiện và tham gia một số chương trình. Vào khoảng giữa tháng 6 vừa qua, Ngọc Sơn đã có màn cầu hôn Như Quỳnh rất ngọt ngào và lãng mạn. Qua đây, nhiều fan mong rằng đám cưới sẽ sớm được diễn ra. Dỗ tin Như Quỳnh, Ngọc Sơn chuẩn bị kết hôn, hai gia đình đã gặp nhau bàn chuyện đám cưới. Không ít người đã hoang mang và bất ngờ trước thông tin giọng ca Duyên Phận và nam ca sĩ Ngọc Sơn chuẩn bị làm đám cưới trong thời gian tới. Mới đây, dư luận rộ lên thông tin giọng ca hải ngoại Như Quỳnh và ông Hoàng nhạc sĩ Ngọc Sơn đã yêu nhau được một thời gian và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Theo tin đồn đang lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, gia đình của hai ngôi sao nhạc trữ tình đã gặp nhau và đám cưới là điều không còn xa. Với sức hút tên tuổi của Như Quỳnh và Ngọc Sơn, ngay khi thông tin được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, đồng thời nổ ra nhiều cuộc bình luận sôi nổi. Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, chúng tôi đã liên hệ với phía ca sĩ Như Quỳnh, trợ lý của ngôi sao sinh năm 1970 phủ nhận thông tin trên và cho biết đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Người trợ lý cũng nói thêm, khi nghe được những tin đồn này, Như Quỳnh chỉ cười và im lặng bởi cô vốn là người không quan tâm đến những đồn đoán sai lệch xung quanh. Mình từng gây sốt với hình ảnh cô gái đội mũ nồi, mặc váy đỏ trong video Người Tình Mùa Đông. Như Quỳnh trở thành cái tên được rất nhiều khán giả trong và ngoài nước yêu thích. Tài năng, xinh đẹp và nổi tiếng, song cuộc đời của ca sĩ Như Quỳnh gặp không ít chôn chuyên, đổ vỡ. Cô từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng là một kỹ sư không lưu ở Mỹ và có một bé gái dễ thương, song Như Quỳnh bao giờ được mặc váy cưới đúng nghĩa. Dẫu vậy, những ngày tháng êm đềm với Như Quỳnh cũng chẳng tài ngang. Năm 2015, trong một talk show, nữ ca sĩ lên tiếng thừa nhận cuộc hôn nhân của mình đã đổ vỡ. Như Quỳnh tiết lộ thêm, chính cô là người chủ động nói lời chia tay với chồng sau khi cảm thấy không thể đem lại hạnh phúc cho anh. Nhiều người cho rằng cuộc đời của Như Quỳnh giống như ca khúc Phận được viết dành riêng cho chị. Một người phụ nữ đẹp đến thế, lại chuyên chuyên đến thế, sinh ra trong gian khó. Như Quỳnh vươn lên trong vòng tay của mẹ khi thiếu vắng hình bóng của người cha. Tiếng hát giúp chị có được sự nghiệp nổi trội nhưng đường tình duyên lại hết sức lòng đong. Tháng 10 năm ngoái, Như Quỳnh bị đồn thổi sắp kết hôn với nam ca sĩ Ngọc Sơn là đồng nghiệp lâu năm. Cả hai rất thân thiết và tới chơi nhà nhau. Tin đồn khiến hai người phải lên tiếng đính chính. Với Như Quỳnh, chị không tính tới chuyện đi bước nữa vì không muốn con gái buồn. Sự nghiệp ở hải ngoại của Như Quỳnh lên như diều gặp gió từ năm 1994. Khi đó, nữ ca sĩ với gương mặt xinh như búp bê đã lay động trái tim người nghe bởi tuyệt phẩm Người Tình Mùa Đông. Rất nhanh sau đó, Như Quỳnh là một giọng ca được khán giả hải ngoại yêu thích với nhiều bản hit. Song hôn nhân lại không mỉm cười với chị. Ông xã chị đẹp trai như tài tử. Cả hai có con gái Melody Đông Y vào năm 2007. Vậy nhưng, chẳng bao lâu chị tuyên bố cuộc sống vợ chồng chấm dứt vì không thể mang lại hạnh phúc gia đình thực sự cho anh. Sau này, Như Quỳnh vẫn tự trách mình ích kỷ khi không nghĩ đến cảm xúc của con gái để con có được một gia đình trọn vẹn. Chính vì vậy người đàn bà đẹp ấy luôn muốn bù đắp cho con. Chị không muốn tái hôn vì sợ con tủi thân. Chị vẫn đẹp lạ thường ở tuổi 49. Dù nhiều người để mắt vẫn không muốn đi bước nữa. Mới đây trên trang cá nhân, Như Quỳnh chia sẻ ảnh cô con gái năm nay 12 tuổi đang sắp cao bằng mẹ. Khán giả hết lời khen ngợi con gái Như Quỳnh xinh xắn, cao giáo và gọi hai mẹ con nữ ca sĩ như hai chị em. Những hình ảnh giọng ca Người Tình Mùa Đông chia sẻ trên trang cá nhân thời gian gần đây cho thấy nhan sắc không tuổi khiến khán giả ngưỡng mộ.
Ngọc Sơn từng nói về người tình tin đồn với tâm thế ca ngợi. Đối với nam ca sĩ, Như Quỳnh là một trường hợp hiếm gặp vì chị chưa bao giờ thể hiện tâm trạng buồn bã hay phản ứng tiêu cực. Kể cả khi gặp khó khăn và sóng gió trong cuộc sống riêng, Như Quỳnh ít khi thể hiện nỗi buồn, lo lắng với mọi người xung quanh, nhất là với bố mẹ. Chị tôi không muốn họ phải phiền lòng, lo lắng khi đã lớn tuổi. Lúc nào quá phiền muộn, chị Quỳnh mới chia sẻ với tôi, em trai Như Quỳnh tiết lộ. Chính vì vậy, trên trang cá nhân, Như Quỳnh luôn chia sẻ hình ảnh rạng rỡ, lạc quan. Dù thực tế chị vừa kiếm tiền vừa chăm lo cho con, nữ ca sĩ từng tiết lộ việc bị mất ngủ kéo dài 20 năm khiến sức khỏe suy giảm. Như Quỳnh sinh năm 1970 là một ca sĩ hải ngoại, được biết đến là ca sĩ nổi tiếng một thời với những ca khúc làm nên tên tuổi như Người Tình Mùa Đông, Chuyện Hoa Sim, Đường Xưa Lối Cũ, Mùa Hoa Bí, Chuyến Đi Về Sáng. Sau khi tốt nghiệp trung học, Như Quỳnh với một tấm lòng rất thương mến trẻ thơ đã tình nguyện cộng tác với một nhà văn hóa thiếu nhi để tập múa và tập hát cho các trẻ em. Do sự khuyến khích của mẹ và bạn bè, Như Quỳnh ghi tên tham dự cuộc thi tiếng hát truyền hình được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991 và đã đoạt được giải đặc biệt, đó là số điểm tuyệt đối dành cho thí sinh mà trước đó và đến nay chưa có thí sinh nào đạt được thành tích như vậy tại cuộc thi tiếng hát truyền hình. Bởi vậy, Như Quỳnh là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối. Về cuộc sống riêng tư, Như Quỳnh đã kết hôn với kỹ sư không gian Nguyễn Thắng Hiện đang công tác trong cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và họ có một con gái tên là Melody Đông Nghi vào năm 2007. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.